Tập 27. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hổ tử, sáu tên rồi. Chúng ta tổng cộng giết được sáu tên. Tiếc là không còn đạn nữa. Nếu không ông đây có thể giết được nhiều hơn. Bây giờ cách anh nói chuyện cũng giống tiểu đoàn trưởng Hà rồi. Cả ngày cứ ông đây, ông đây. Tất nhiên rồi. Anh là hổ tử, chính là ông của tụi nó. Anh nói xem, chị sợ ảnh có thể nhận ra bông hoa nhỏ này không? Hàng tiểu thư tỉ mỉ, anh nghĩ cô ấy nhất định sẽ nhận ra. Chị ấy nhất định sẽ biết chúng ta vẫn còn sống và an toàn. Đúng rồi, hổ tử. Anh nói xem Gia Đông có nhận ra anh không? Anh thấy có thể. Người ta nói trẻ con ít nói sẽ có đôi mắt tin anh. Cho dù anh có ngụy trang thế nào, nhưng Gia Đông mà nhìn thấy anh thì sẽ mãi đi theo anh. Liệu em ấy có nói ra không? Chắc là không đâu. Đã qua lâu như vậy rồi, em ấy đều không nói cho sơ biết. Không sao đâu. Nếu có ai nghi ngờ anh sẽ rời khỏi nhà thờ ngay lập tức. Không có nơi nào an toàn hơn nhà thờ. Tôi quen bà chủ của bọn họ, thật à? Lần nào cô ấy cũng giúp tôi tháo gỡ vướng mắt, vậy thì tốt rồi. Tiêu rồi, tôi quên lấy bắp cải rồi. Không được, tôi quay lại lấy thôi, kẻo ông chủ lại bảo không có. Các người là ai? Các người làm gì vậy? Có chuyện không hay rồi. Cứu tôi với. Lên xe. Cứu tôi với. Mọi vào đi. Cứu tôi với. Sơ ảnh. Sơ ảnh. Nhất định là người Nhật. Mượn dao giết người là cách chúng hay làm. Bọn họ muốn người thổi vàng. Chúng ta đào đâu ra tiền như vậy chứ? Không phải lão Kiệt khác để lại tranh và thư pháp cổ sao? Hay là lấy đi định giá rồi cứu người? Cái này... Thật ra, những bức tranh nổi tiếng của lão Kiệt khác đều đã bán hết rồi. Những thứ treo hiện giờ đều là đồ giả. Lão Kiệt khác trọng mặt mũi, không để tôi nói ra, đều đem bán hết cả rồi. Lão Kiệt khác đúng là sống thoáng. Ăn hết dùng hết, sống không cần, chết không mang theo. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy kẻ này chuyện gì cũng dám làm. Bọn chúng không lấy được tiền, khẳng định không bỏ qua đâu. Được rồi, đừng hoang mang nữa. Tiền chỉ là cái cớ thôi. Mục tiêu của bọn họ hẳn là ngôi nhà này. Vậy đi, tôi sẽ ra ngoài nghe ngóng thử. Anh muốn tìm ai, đến đi cùng anh. Không cần đâu, ở nhà đợi anh. Thầy Lịch này cũng thật là có cách mà không chịu nói sớm. Để chúng ta ở chỗ này không biết đường nào mà lần. Làm sao bây giờ? Nhược Tuyết, Sơ Ảnh có phải còn một người chú ruột, còn mở công ty vận tải biển, sao không hỏi dây thử? Không thể được đâu. Hai người đó tính toán còn tinh ranh hơn khỉ. Đúng vậy. Lần trước chỉ chuyện trúng mưa trong nhà kho mà bà mở đó hận chết Sơ Ảnh rồi. Nhưng dẫu sao chú ruột cũng là người thân. Hơn nữa, cho dù có khúc mắc, nhưng mà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, chứng kiến cháu gái mình gặp bất trắc được. Bà cô của tôi ơi, chút đến gặp Sơ Ảnh đừng mang bộ mặt này. Cười, phải cười lên. Gặp nó là để mặt ông rồi, còn bắt tôi cười. Ông cũng đừng có quá đáng. Đã là lúc nào rồi mà còn không biết nặng nhẹ. Một công ty đứt gãy như chúng ta rất khó để nhập hội. Không gia nhập được hội thì lấy đâu ra giấy phép vận tải? Công ty chúng ta chẳng phải tiêu đời sao? Vậy thì ông đi cầu xin Tạ Thiên Tứ còn tốt hơn xin cái con rành đó. Tôi đã đến bao nhiêu lần rồi không ai thèm gặp, cho nên mới nhờ Sơ Ảnh mở cây cầu. Người ta Tạ Thiên Tứ giờ nổi nhất giới thương nhân rồi, còn nhận một người Nhật làm cha, ngay cả cái tên cũng đổi rồi, gọi là Mưu Tô gì đó. Tôi không tin hắn vẫn còn chưa nắm thóp con rành kia. Thưa ông, Tạ tiểu thư tìm ông. Tạ tiểu thư nào? Tạ Nhược Tuyết.
sợ anh bị bắt rồi. Có phải người Nhật các anh làm không? Tại sao các người luôn dính vào mấy chuyện linh ta linh tinh? Tôi đã bảo các người đừng chọc người Nhật Bản nữa, không có kết quả gì tốt đẹp. Thiên Tứ, tôi có một thỉnh cầu, có thể giúp tôi cứu sợ ảnh không? Bây giờ chỉ có cậu mới có khả năng này. Cậu xin tôi. Chẳng phải tất cả các người đều cao ngạo lắm sao? Đều đứng từ trên cao nhìn xuống. Tại sao tôi phải giúp các người? Bởi vì lương tâm của cậu sẽ không triệt để mất đi. Nếu không, đôi tay của Nhật Viết sớm bị phế đi rồi. Còn cả lúc ở trong tù, rõ ràng cậu có thể một phát súng giết chết tôi. Cả khi giải cứu 200 sinh viên kia, cậu vẫn âm thầm giúp đỡ chúng tôi. Tôi đến cuối vẫn không tin được một người có thể thoát ly quỹ đạo cuộc đời trong hơn 20 năm, trở thành ác quỷ chỉ sau một đêm. Đủ rồi, Thiên Tứ, cậu giả và làm ác quỷ, nhưng sâu bên trong lại không phải vậy. Tôi chính là kẻ giết người. Bởi vì tôi không giết anh ta, thì khẩu súng này đằng sau đầu sẽ giết chết tôi. Con người chỉ trải qua tuyệt vọng mới biến đổi hoàn toàn. Dù sao tôi cũng không giúp các người, bởi vì chúng ta chưa bao giờ cùng một loại người. Chưa bao giờ. Ông trời đúng là có mắt. Cảm ơn trời đất. Nếu tôi không lôi ông ra ngoài trong mấy ngày, thì khéo ông cũng dính vào đống rắc rối rồi. Sao ảnh này lá gan cũng to lắm, dám chống đối người Nhật. Các người khẳng định là người Nhật bắt cóc. Chắc là vậy. Sao ảnh là cháu gái của ông, chắc ông cũng không chỉ ngồi nhìn chứ. Người Nhật yêu cầu các người bán nhà. Bán nhà không phải là trúng ý bọn chúng sao? Ý của cô là bắt chúng ta ra 10 thỏi vàng này. Lúc đầu cô ra tay với con trai tôi, còn hợp tác với Sơ Ảnh, giở trò với hàng của tôi. Món nợ này tôi vẫn còn chưa tính đâu. Chuyện trước đây tất cả đều là lỗi của tôi. Chỉ cần cứu được Sơ Ảnh, muốn tôi làm gì cũng được. Đang xin lỗi sao? Tại sao không có chút thành ý nào? Bà muốn thế nào? Quỳ xuống. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tạ, thật sự hạ mình quỳ xuống vì người khác, đúng là sảng khoái quá đi. Trước đây tất cả đều là lỗi của tôi. Cầu xin các người đại nhân độ lượng, cho tôi mượn ít tiền cứu mạng. Quỳ cũng quỳ rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, nhưng mà số tiền này một xu cũng không có đâu. Cô có thể về rồi. Bà dám chơi tôi? Chơi cô đó thì làm sao? Cơn tức này tôi nhịn lâu lắm rồi. Cô muốn làm gì? Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Đừng mà, đừng có đánh nhau. Tôi cầu xin các người đó, có thể đừng làm loạn lên không? Ngồi xuống. Các người là ai? Muốn làm gì hả? Hàn tiểu thư, thật xin lỗi, chúng tôi không có ác ý gì. Chỉ cần cô ký vào mảnh giấy này, chúng tôi lập tức thả cô về nhà. Đây là hợp đồng mua bán nhà. Cô, Hàn thư ảnh, với giá 10 thỏi vàng đã bán nhà cho người khác. Tuyệt đối không thể được. Tôi sẽ không ký nó. Vậy thì tùy cô. Dù sao chúng tôi cũng có rất nhiều thời gian. Nhưng gia đình cô chắc sẽ lo lắng lắm. Nói không chừng sẽ bán nhà để cứu cô. Vậy thì kết quả đối với chúng tôi mà nói đều như nhau. Tốt nhất cô hãy suy nghĩ cho kỹ.
Lão đại, lão đại, em thật sự không hiểu. Anh nói xem với người phụ nữ này phí lời làm gì. Theo em thấy, không ký thì chúng ta chơi chết cô ta. Mày thì hiểu cái gì? Làm cô ta chết rồi, ngôi nhà đó vẫn thuộc về cô ta, không phải càng rắc rối hơn sao? Cũng không thể giết cả nhà cô ta diệt khẩu được. Người Nhật chỉ muốn có căn nhà đó, không muốn chuyện bé xé to. Bọn mày canh giữ ở đây, đừng để sai sót gì. Dân, lão đại yên tâm, sẽ không có sai sót gì. Các anh em, tới đây, tới đây. Nào, nào, nào. Mùi gì vậy? Hình như bên đó, mà đi xem thử. Cháy nhà, mau dập lửa, đi. Hàng tiểu thư, tôi là hổ tử, hổ tử. Đi, mau đi theo tôi. Khốn kiếp, chạy mất rồi. Mau đuổi theo, đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên, nhanh, nhanh lên. Đứng lại. Hà tiểu thư, để tôi cõng cô. Không cần, không cần. Nhanh, đi nhanh đi. Cậu đem theo tôi, chúng ta không ai thoát được. Đừng lo, họ sẽ không giết tôi đâu. Muốn giết đã giết lâu rồi, nhưng sẽ giết cậu đó. Đi nhanh lên. Đem về cho tao. Đem về, đem về. Nhanh. Khốn kiếp, dám bỏ trốn. Nếu cô mà trốn được, có biết ông đây phải gánh bao nhiêu tội không? Các người như vậy mà giúp người Nhật, tàn hại đồng bào của mình. Người Trung Quốc kiểu gì? Nó không quan tâm người Nhật, người Mỹ. Ai cho tao tiền, tao thờ người đó. Nếu mày biết điều, thì mau ký tên đi. Mày lấy tiền, tao lĩnh thưởng. Ai cũng sống vui vẻ qua ngày. Muốn tỏ vẻ trung tình liệt nữ với tao sao? Được, hôm nay tao sẽ uống nắng mày lại. Đại ca, đại ca, bên ngoài có một xe đầy người Nhật tới, bảo muốn mời anh tới một chuyến. Lúc về tao sẽ xử mày sao? Trông chừng cho tao. Dạ. Ngoan ngoãn chút đi. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, em sẽ bắt người phụ nữ đó trả giá đắt. Em không nên đi. Ngay cả khi chú của ta sẵn sàng ra tiền, liệu có giải quyết được vấn đề không? Người Nhật thực sự muốn tiền chuộc sao? Anh đã đi đâu? Anh đi tìm Tạ Thiên Tứ đúng không? Hắn ta không thèm cứu chị em chứ gì. Cậu ta kiên quyết từ chối. Nhưng anh nhìn ra sự ai oán trong mắt cậu ta. Anh thực sự không biết cậu ta đang nghĩ gì. Cha em đã sớm nói rồi, hắn ta là đồ hai mặt. Chẳng biết cái nào là thật, cái nào là giả. Đây không phải nhà của ông Takeshita. Các người là ai? Lão Đào, hai năm này anh cũng làm không ít việc lớn. Hợp tác trục lợi với Takeshita, bán vật tư quân sự ra ngoài, trộm vũ khí từ trụ sở quân đội Nhật Bản, bán cho bọn xã hội đen với giá cao. Tôi nói có đúng không? Ban đầu tôi muốn trò chuyện vui vẻ với anh, nhưng mà lão Đao mặt mũi lớn, đến cả chủ tịch hội thương mại cũng không coi ra gì. Anh tưởng là có Takeshita phía sau hậu thuẫn,
nhưng mặt mũi lớn đến đâu cũng có chỗ đụng được. Nếu tôi đưa tin này cho quân hiến binh, anh nói xem Takeshita sẽ tự lo bảo vệ mình hay là bảo vệ anh? Ngươi Tô tiên sinh, trách tôi có mắt không trồng, không biết Phật thật. Chỉ cần cậu tha cho tôi con đường sống, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Tôi làm trâu người báo đáp cho cậu. Quá lời rồi. Điều tôi muốn anh làm rất đơn giản. Đầu tiên, hãy thả người phụ nữ đó ra. Hai, đem đám anh em của anh bỏ trốn, để Takeshita vĩnh viễn không tìm thấy các người. Chỉ đơn giản vậy sao? Kịch hay còn ở phía sau. Hội trưởng, người đã được trả về rồi. Tôi đã để lại một người để theo dõi. Hắn ta sẽ không dám giở trò gì. Không đủ. Vĩnh viễn không đủ. Takeshita Minami là đệ tử đắc ý của cha tôi. Tôi không muốn hắn chỉ ăn vài cái tát, bị mắng vài câu là xong. Tôi muốn hắn cút khỏi Thượng Hải, chết trên chiến trường. Vậy chúng ta cần phải làm gì nữa? Đem tin tức về việc buôn bán vũ khí của Takeshita Minami phát tán ra, càng lớn càng tốt. Đến mức cả thành phố đều hỗn loạn. Và ngay cả cha tôi cũng không dám phạm sai lầm vì lợi ích riêng. Hiểu rồi. Ông mau lên. A đệ à, bà làm gì lén la lén lút vậy? Tôi nói ông biết, chuyện này tới cuối cùng khẳng định phải chuyển nhà thôi. Người Nhật không ăn chay đâu. Tốt nhất chúng ta nên ra ngoài tìm nhà trước, sợ lúc đó trở tay không kịp. Đây là cái gì vậy? Hình như có người đó. Bà đừng có qua đây. Cẩn thận chút. Sơ ảnh. Là sơ ảnh. Sơ ảnh về rồi. Sơ ảnh đã về rồi. Sơ ảnh đã về rồi. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Hôm qua họ ép tôi phải ký giấy bán nhà. Hôm nay bất ngờ thả tôi ra. Mặc kệ tại sao, về được là tốt rồi. Chúng tôi đều đang rất lo lắng, sợ thương lượng không được, phải bán nhà thôi. Đây là điều tôi cảm thấy kỳ lạ nhất. Theo lý mà nói, dù tôi có kiên quyết đến thế nào, họ chắc chắn sẽ biết. Mọi người vì lo lắng cho tôi chắc chắn sẽ tính chuyện bán nhà. Nhưng sao lại đột ngột thả tôi ra? Văn Hiên, anh nói xem. Tôi cũng không rõ. Tôi là luật sư Trương Lai của công ty luật Thái Lai. Xin hỏi anh là tiểu thư hàng sơ ảnh? Mời vào. Tạ. Không không. Mưu Tô tiên sinh, ngài đang tìm tôi. Ngồi. Cái này có phải là thứ ông luôn mong muốn? Giấy phép vận chuyển. Trời đất ơi, tôi nghĩ về cái này mỗi ngày đó. Có sâu gì đó. Trong triều có người, việc gì cũng dễ. Thiên tứ. Mưu Tô tiên sinh hoài niệm về tình bạn cũ. Các người đừng nên vui mừng quá sớm, còn chưa đóng dấu đâu. Tôi muốn các người giúp tôi một việc. Đây là tờ đơn kháng nghị. Kháng nghị doanh nhân Nhật Bản tại Thượng Hải tịch thu các tòa nhà dân cư gây phẫn nộ dư luận. Tôi muốn các người tìm hơn 10 doanh nhân Trung Quốc cùng nhau ký tên vào đơn. Kiện người Nhật sao? Sao chúng tôi dám điều này? Ông không cần lo, có tôi ở phía sau. Người Nhật cũng có nhiều phe phái. Làm sao chúng tôi có thể thuyết phục người khác ký vào đây? Chuyện này muốn tránh còn không kịp. Không phải bên dưới các người có nhiều công ty nhỏ, nhờ các người mới có cơm ăn sao?
Tất nhiên, nếu các người không muốn giúp tôi cũng không sao. Vậy tôi sẽ tìm người khác. Không, không, không. Chúng tôi sẵn lòng, chúng tôi sẵn lòng. Chỉ cần mưu cô tiên sinh hỗ trợ chúng tôi là được rồi. Muốn tôi kiện người Nhật, toàn bộ Thượng Hải ngoài trừ khu thô giới đều là địa bàn của họ. Anh bảo tôi đi đâu kiện chứ? Họ không phải vừa thành lập một chính phủ mới sao? Kiện lên đó là được. Chính phủ mới cái gì? Người dân đều không công nhận. Thị trưởng mới được bổ nhiệm, phó Tân Hải, đơn giản là một hán gian. Tôi không đi. Tới đó không khác nào công nhận chính phủ giả và tòa án giả của họ. Hàng tiểu thư cũng từng làm ở tòa soạn, nhất định cũng biết sức mạnh của dư luận. Hãy để tòa nhà nhỏ này trở thành tâm điểm trong lòng tất cả người Thượng Hải. Cho dù người Nhật có ngông nghênh tới đâu cũng không dám hành động khinh suất. Hơn nữa, việc tiết lộ công khai sự việc này cũng có lợi cho sự an toàn của Hàng tiểu thư. Tôi nghĩ luật sư nói đúng. Chúng ta nên tận dụng vũ khí do kẻ thù tạo ra để đánh bại kẻ thù. Đó mới chính là chiến thắng thực sự của người Trung Quốc chúng ta. Tóm gọn lại, có thể kết luận chính là doanh nhân người Nhật Takeshita Hiro lợi dụng đặc quyền của người Nhật tại Thượng Hải, đã tịch thu cưỡng đoạt nhà ở bất hợp pháp, toàn lời nhảm nhí. Tôi vẫn luôn cùng cô hàng trao đổi về việc mua bán nhà, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Dùng việc bắt cóc đe dọa với đương sự của tôi, Hàng tiểu thư, là cái ông gọi là trao đổi à? Anh đang vu khống hãm hại tôi. Anh lấy gì chứng minh những việc đó là do tôi làm? Thưa thẩm phán, tôi xin phép triệu tập các nhân chứng quan trọng. Vị nhân chứng này, anh tên gì? Tôi tên Trần Tam. Ngày mùng 7 tháng này, anh đã làm gì? Tôi bắt vị tiểu thư kia. Có người đứng sau ra lệnh hay anh tự nguyện làm? Có người ra lệnh tôi làm chuyện này. Hiện giờ người đó có mặt ở tòa không? Có. Mời anh hãy xác nhận đi. Chính là ông ta. Ông ấy đưa cho chúng tôi 200 đồng tiền Pháp, nói sẽ đưa thêm 200 đồng khi xong việc. Sau khi bắt cóc vị tiểu thư này, các người đã làm gì cô ấy? Ông ấy bảo chúng tôi ép vị tiểu thư kia ký vào hợp đồng bán nhà. Các người nhầm máu phun người. Chính là hắn ta, đúng thật. Im lặng. Thưa thẩm phán, tôi có một manh mối quan trọng khác. Mọi người đều đã biết, chủ sở hữu ban đầu của tòa nhà là ông Lý Kiệt Khắc. Tháng trước, anh ta bị buộc tội tàn trữ súng, bị kết tội là phần tử nguy hiểm chống Nhật. Nhưng mà, ai quen biết với Lý tiên sinh đều biết, ông Lý là người gần gũi thân thiện, không bao giờ tranh đấu với người khác. Sao có thể tàn trữ một khẩu súng? Chuyện này không liên quan tới vụ án. Ông Takeshita Hiro, tôi muốn hỏi ông, thiếu tá Takeshita Minami, người tổ chức lục soát lần trước, có quan hệ gì với ông? Đó là tranh đấu bên quân đội, không liên quan đến tôi. Thẩm phán, tôi phản đối. Phản đối có hiệu lực. Tôi có thể trả lời hộ ông. Thiếu tá Takeshita Minami, người tổ chức đợt lục soát cuối cùng, chính là cháu trai của ông Takeshita Hiro. Bọn họ vì một mục đích không để người khác biết, một âm mưu đã dạch sẵn ngay từ đầu. Đầu tiên, dùng súng để bẫy ông Lý Kiệt Khắc, ép ông ấy phải tự sát. Cứ tưởng tài sản này sẽ trở thành vô chủ, các người có thể danh chánh ngôn thuận tịch thu nó. Nhưng mà các người không ngờ, một năm trước Lý tiên sinh đã chuyển nhượng nhà sang tên đương sự tôi, Hàng tiểu thư. Tôi phản đối. Tôi muốn kiện anh tội vu khống. Im lặng. Sao có thể có người như vậy chứ? Quá đáng, đúng là quá đáng, không chút lý lẽ. Mỗi từ của tài liệu tôi đưa ngài đều là sự thật, có một câu dối trá. Bao nhiêu khẩu súng, bao nhiêu hộp đạn, giao dịch với ai, kiếm được bao nhiêu tiền, còn có tôi và Takeshita phân chia bao nhiêu, tất cả đều được ghi rõ ràng bên trong. Được rồi, anh có thể ra ngoài.
Cha, Takeshita Hiro này chỉ là một kẻ đầu cơ. Nếu không có hậu thuẫn và hỗ trợ nội bộ trong quân đội, ông ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện tày trời này. Ý con là sao? Takeshita Minami là cháu trai của Takeshita Hiro. Chỉ vì chuyện đánh nhau lần trước? Không phải. Cha đã từng nói, trong tòa thành của đế quốc không có côn trùng. Hơn nữa vấn đề này vẫn đang gây xôn xao dư luận. Nhiều doanh nhân Thượng Hải tố cáo Takeshita Hiro lợi dụng lý lịch quân sự để làm càn độc quyền thị trường. Ở đây còn có danh sách các thương nhân cùng liên hợp ký tên vào đơn kháng nghị, cha xem thử. Chuyện như vậy xảy ra, chúng ta rất bị động. Tất cả người dân Thượng Hải đang theo dõi. Cha, làm sao xử lý Takeshita Hiro? Con muốn nghe ý của người. Tịch thu tài sản của hắn ta, tống của hắn về nước đi. Dạ. Cha, chuyện này liên quan đến uy tín của quân đội. Người vừa rồi cũng không thể giữ. Con tự xử lý đi. Dạ hiểu. Nào nào nào, cạn ly quá tốt rồi. Cạn ly. Tôi nói hôm nay người nên được kính trọng nhất chính là luật sư Trương. Luật sư Trương, biểu hiện trước tòa của anh thật khiến tất cả chúng tôi choáng váng. Đơn giản quá tuyệt vời. Đúng vậy, tôi thật không ngờ anh có thể đem chú cháu của Takeshi liên kết với nhau để gây phẫn nộ dư luận. Kiện tụng mà, phải thích nghi với hoàn cảnh. Chủ yếu chúng ta phải lường trước nước đi của địch. Hôm nay tôi cũng rất vui có thể hạ gục kẻ thù ngay trong tòa án của họ. Sảng khoái. Tôi xin cạn ly trước. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Nào, cạn. Lúc đầu tôi nhận vụ này, quả thật tôi làm vì tiền. Nhưng mà qua vụ án lần này, tôi đã có rất nhiều điều quý giá, tôn nghiêm. Vì vậy, số tiền này nên thuộc về anh, không liên quan đến tôn nghiêm. Nhưng mà anh cũng đừng quên, tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi nghe nói anh Takeshita được phân đến chiến khu Tây Nam. Tôi đặc biệt đến đây để tiễn anh. Mong anh hãy tự bảo vệ mình. Tôi không muốn trong danh sách tử vong nhìn thấy tên của anh đâu. Tất cả mọi chuyện đều do cậu bày ra. Nhưng tôi cũng đâu có đổ oan cho các người. Tôi biết anh hận tôi. Nhưng tại sao không thể giống như một người đàn ông đường đường chính chính đứng ra đấu với tôi, mà lại núp phía sau giở trò ma quỷ? Tôi biết điểm mạnh của mình ở đâu, làm sao tồn tại giữa các khe hở cũng như cho đến giờ. Các người bề ngoài gọi tôi là anh Muto, nhưng sau lưng lại chửi mắng tôi. Tôi đã chịu đựng tất cả những bất công đó. Tôi tin một ngày ông trời sẽ cho tôi cơ hội. Cậu đúng là thứ tiểu nhân bị ổi. Trung Quốc có câu, đừng đắc tội với kẻ tiểu nhân. Khốn kiếp. Con sói lớn lên trong chuồng cừu, nó vẫn là một con sói.
Không tin thì thử ép nó đi. Thằng khốn, mày lừa tao. Tao có quá thành quỷ cũng không tha cho mày. Tôi nghe chú tôi nói là anh bí mật giúp đỡ chúng tôi. Giúp người cũng như giúp mình, trên đời đều như vậy cả. Hỗ trợ lẫn nhau thì mới cùng thắng lợi. Nếu như anh vẫn là Tạ Thiên Tứ trước đây, tôi sẽ vô cùng cảm kích anh. Chỉ bây giờ anh là Mutokoji. Tôi biết em coi thường tôi, nhưng sự thật không thể thay đổi. Tôi đã nói với em rồi, con người không thể chọn xuất thân, đúng chứ? Diện cớ, anh chỉ đang bào chữa cho hành vi sai trái của mình. Em có tin vào di truyền học không? Lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng em có phát hiện ra, càng ngày em càng giống ai đó, em sẽ hiểu ra có những chuyện không cách nào thay đổi được. Càng muốn đấu tranh, càng sớm quay lại điểm xuất phát. Đây chính là số mệnh. Đúng, đây chính là số mệnh. Anh có phải thầy Lịch Văn Hiên không? Tôi đây. Xin hỏi anh là... Xin mời thầy Lịch Văn Hiên và cô Dương Gia Nam tối nay tới địa chỉ này. Nhớ kỹ. Muốn hợp tác chân thành thì phải thành thật với nhau. Tôi họ Triệu, tên hãng Thanh. Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son, chiếu sử xanh, cũng là sự theo đuổi suốt đời của tôi đối với dân tộc và đất nước. Ngoài ra tôi cũng xin giới thiệu các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân đảng Trung Quốc, Cục Điều tra và Thống kê, Cục Thống kê Trung ương. Tôi có thể hỏi anh một số vấn đề không? Tại sao chọn chúng tôi? Hỏi rất hay. Khi Thượng Hải thất thủ, là đặc phái viên của Cục Thống kê Trung ương, bí mật ẩn giấu ở Thượng Hải, mục đích là tìm kiếm nhân tài cho đảng và nhà nước, thực hiện chiến dịch tự cứu sau phòng tuyến địch. Thầy Lịch và cô Dương cùng đoàn kịch Cụ Phong là đối tượng được điều tra trong nhiều năm. Bạn đã tham gia bao nhiêu nhiệm vụ bí mật? Tuy rằng đều không thật thỏa đáng, nhưng mà sự can đảm và tinh thần thật đáng khích lệ. Tất cả những sai sót đều đến từ cấp trên và chỉ huy của các bạn. Bọn họ quá nghiệp dư. Từ hôm nay, các bạn sẽ trở thành thành viên của Cục Thống kê Trung ương tại Thượng Hải dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tôi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Chúng tôi có thể suy nghĩ thêm không? Thầy Lịch, đối mặt với quốc nạn còn thời gian cân nhắc sao? Bây giờ một nửa đất nước đã mất rồi. Nếu chúng ta chần chừ nữa, tất cả chúng ta sẽ trở thành tội nhân của lịch sử. Tôi đã nộp đơn vào phía Trùng Khánh. Đây là thư bổ nhiệm được đích thân cục trưởng Trần Duyệt. Từ hôm nay, chúng ta hãy sinh tử nương tựa, hợp tác để đánh đuổi giặc ra khỏi đất nước.
Thời điểm đặc biệt, vì lý do an toàn, hãy để tôi bảo quản thay các bạn. Kể từ bây giờ, đây sẽ là điểm hẹn của chúng ta. Ngoài ba chúng ta ra, đừng cho người thứ tư biết. Ngoài ra tôi cũng đã điều tra. Tôi sẽ chọn một trong những sinh viên kia, 4 nam 4 nữ, để lập đội hình tạm thời, được đào tạo bởi cá nhân tôi. Đào tạo? Đào tạo cái gì? Giật lộn, đánh nhau, bắn súng. Tôi sẽ huấn luyện các bạn trở thành những con dao sắc bén. Có thể nào trước tiên đừng để các sinh viên tham gia không? Nếu có nhiệm vụ nào cần thì cứ giao cho tôi là được. Thầy Lịch, kháng chiến không phải là chuyện của một người, đó là nghĩa vụ của mỗi công dân. Cậu có quyền gì tước đoạt sự nhiệt tình kháng chiến của người khác? Ý của thầy Lịch không phải như vậy. Anh ấy lo lắng rằng các sinh viên còn quá trẻ. Thầy Lịch, tôi biết cậu là một giáo viên giỏi. Cuộc sống tuổi trẻ trong mắt mọi người, tất cả đều quý giá. Nhưng mà vì lợi ích của quốc gia, mọi việc đều có thể bỏ xuống. Riêng với tôi, tôi đã gửi cho vợ và con tôi bức thư tuyệt mệnh và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Cô Giai Nam, cô nghĩ sao? Cái chết của lão Kiệt Khắc khiến tôi rất xấu hổ. Sau này có chuyện gì tôi đều sẽ nghe theo anh. Thật sự tôi cũng không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng tôi biết lúc này chúng ta không còn đường lui. Đúng vậy, tổ quốc đang dễ gọi chúng ta. Nhưng tôi không biết tại sao không hào hứng như trước nữa. Tôi hy vọng đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Hy vọng. Hà Sở Thiên, Sở Thiên, đây là trà nguyên hồng ở Trùng Khánh, không dễ uống được rượu của quê hương đâu. Đất nước sắp tan thành từng mảnh, ông lại đem rượu ngon cho tôi. Ông nghĩ tôi uống trôi được sao? Cậu đó, lại nữa rồi. Mỗi lần đến thăm, cậu đều luôn miệng phàn nàn. Tôi có thể không phàn nàn sao? Mỗi lần ông đem đến một đống báo dụng, bày ra toàn bộ thế giới bên ngoài trước mắt tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì. Trận chiến Vũ Hán đã diễn ra được 4 tháng, các anh em chịu thương vong hàng trăm ngàn, nhưng tôi lại trốn ở đây uống rượu ăn thịt. Ông muốn tôi nghĩ thế nào? 6 tháng rồi, ông quản thúc tôi ở đây 6 tháng rồi. Tôi mỗi ngày đếm đốt ngón tay sống qua ngày. Các người muốn biến tôi thành thanh thép rỉ mới vừa lòng sao? Đừng kích động, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Để tôi đính chính lại, không phải quản thúc, mà là dưỡng thương. Dưỡng cái gì mà dưỡng? Trận Kim Sơn về, tiểu đoàn của tôi mất rồi. Anh em của tôi hy sinh cả rồi. Tôi thấy mình cũng nên chết đi. Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên chuyến tàu trở về hậu phương. Trời xanh giữ mạng, tức có chỗ dùng. Sở Thiên, tôi cũng xem như anh lớn của cậu. Tôi làm ở bộ phận nào chức gì cậu cũng rất rõ. Tôi là người đưa cậu ra khỏi bệnh viện. Đó là tháng 3. Có biết tại sao lại là tháng 3 không? Đã bao giờ nghĩ chưa? Tại sao? Ngày 28 tháng 3, với sự giúp đỡ của Nhật Bản, chính phủ Duy Tân Trung Hoa Dân Quốc được thành lập tại Nam Kinh. Nhân vật cốt lõi của chính phủ phản bội này là Lương Hồng Chí, Ôn Tông Nghiêu và Trần Thôn. Trần Thôn nào? Chính là chú Trần mà ngày xưa cậu hay gọi đó. Ông ta có mối quan hệ mật thiết với gia đình cậu. Nếu không phải năm đó cha cậu bán đất để cứu mạng ông ta, sợ ông ta đã chết từ lâu rồi. Quân quản hệ của Lưu Vĩnh Tường hạ đồ đao rồi. Ý ông là bảo tôi phải đầu quân cho ông ta? Vì vậy tôi phải làm cho cậu biến mất trước công chúng. Chúng ta đợi chính là thời cơ này. Nhưng tôi là một người lính, tôi muốn ra chiến trường. Lòng dũng cảm trên chiến trường là lòng dũng cảm võ binh. Điều cậu phải làm bây giờ là kẻ khôn nghĩ ngàn việc, một đường cứu nước. Sở Thiên,
Tôi đã đem toàn bộ hồ sơ quân tịch của cậu chính thức chuyển sang MI5. Kể từ hôm nay, tôi sẽ là cấp trên trực tiếp của cậu. Cấp bậc quân sự được thăng cấp từ thiếu tá lên trung tá. Đây là khoảng thời gian đặc biệt, không chúc mừng gì cả. Hôm nay tôi tới, hai chúng ta uống thỏa thích. Tôi là người đã chết qua vài lần rồi, còn bao giờ cấp bậc quân sự làm gì? Vậy được, nào, uống rượu đi.